Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo này của mình. Thì hôm nay mình đang chuyển máy đến một công trình mới đấy các bác ạ. Nhưng mà cái công trình của mình là nó ở trong sâu quá, cho nên là xe nó không đi tiến cái đầu vào được. Thì mình sẽ anh lái xe, anh ấy quay cái đầu xe và lùi lại. Mình hiện tại là đang đi gỡ dây điện cho anh ấy. Bởi vì đây là đường vào nông thôn cho nên là những cái dây điện này các bác nó rất là thấp. Đấy. Mình sẽ đi để mình chống những cái dây điện này cho bác tài bác ấy làm. Ở trong này có một cái đoạn đường nó rất là dốc luôn. Hôm nay làm cũng là ở một cái cung đường rất là khó đấy. Tại vì bây giờ mình sẽ xuống đây để mình lên cái máy xong là để mình chống qua cái dây điện kia. Cái này thì mình nghĩ là nó không đến đâu nhưng mà nó cũng khá là cao. Nhưng mà mình cũng vẫn phải ra để cẩn thận, không có nhỡ mà cái máy của mình nó mắc vào đây nó gãy xuống thì nó rất là dở chuyện ra. Đường thì hẹp thôi, dây điện này rất nhiều, cây cối cũng có. Công trình mới của mình hôm nay thì có một đoạn đường rất là khó đi, mà lát nữa thì mình sẽ đi quay cho các bác xem, hoặc là ở một video khác thì em quay cho các bác xem nhé. Cứ đi đi. Đây, cái dây điện ở trên những gốc chuối này. Đi đây, đi đây, đi đây. Đi đây, đi đây. Lùi đi. Qua rồi các bạn ạ, cái dây này nó cũng khá là cao. Rồi ok, nó qua rồi thì mình sẽ đi vào bên trong nữa nhá. Thấy như cái đường kia rồi các bạn. Đó. Đi làm đường nông thôn này thì rất là nhiều các cái cung đường, cái tuyến đường rất là khó, cực kỳ khó luôn. Đây, vào đây xem cái bãi vật liệu ở trong này nó rộng. Đấy, cái đường này nó không có dây điện nữa thì mình không cần nha các bác nhé. Wow. Đoạn đường này phải gọi là siêu cao thủ đấy các bác ạ. Đây, đường chỗ này. Em sẽ cất cái xe của em lên đây. Đây này các bác, cái đoạn đường đây, nhưng mà lúc nữa thì sẽ đi quay sau. Em sẽ cho máy xuống ở chỗ đúng ở chỗ này thì mình quay, khi mà mình quay máy lại thì nó hơi bị khó một tí nhé. Có chó các bác ạ, chó nó ở trong cái chỗ hầm lò sắn, mình không để ý. Đây, xe đang vào đây rồi. Mình sẽ cho xe xuống ở chỗ này thôi các bác nhá. Bởi vì vào đây rất là nhiều cây cối của cái bác chủ nhà kia. Đấy, mình sẽ rất là khó quay cái đầu xuống. Mình sẽ xuống ở chỗ này và mình sẽ quay cái cần qua bên này thì nó sẽ không bị mắc cái gì cả. Mình đi bộ một đoạn vào. Đây, xe đến rồi các bác. Cái đường này thì là kinh khủng đấy các bác ạ. Đây, đường lên vườn cam của tư nhân ở trên đây này. Đấy. Lát nữa thì mình sẽ lên mình quay cho các bác xem cụ thể. Con mình sẽ xuống máy đây nhá. Sợ nó bụi cho nên là mình sẽ đóng cái cửa lại và bật điều hòa lên. Mở cái cửa ra thôi. Nó cũng đỡ bụi rồi.
có xe của sếp mình đi thì phải này. Sếp của mình đi vào thăm đường, thăm tuyến đấy các bạn. Chân vịt ở dưới ấy xuống. Chung là mình lên máy xuống máy thì mình cứ cẩn thận thôi. Nó mà đung đưa quá thì mình sẽ đi cho nó chậm rãi cẩn thận. Không có là chỉ cần một cái sơ suất xảy ra thôi nó có thể là dẫn đến là một cái sự cố không đáng có. Đây là anh ấy không hạ cái chân chống xuống nên là nó hơi bị mắc. Ok, mình sẽ quay lại nhá. Máy của mình thì vừa mới hàn cái hai cái thêm cái để chân ở đây, nhưng mà để mà khi mà thực hiện những cái kỹ thuật ấy thì sử dụng đến là mình vẫn chưa quen, bởi vì cái cần này nó không phải thiết kế ra để đạt như thế mà. Đây rồi, cái bể của mình đây với lại cát sỏi thì đã đủ đây rồi. Mình sẽ tiến vào đây để mình hỏi qua các bác ấy xem. Nhãn vải, nhãn rất là to. Đây thì mình sẽ kê cái bể vào cái góc này, xong rồi mình gom vật liệu dồn lại chỗ kia. Rồi ok, giờ mình sẽ đi để đây là cái bể của mình này. Bây giờ mình sẽ đi xuống để mình lên kia làm nhá, đi hỏi qua đã. Ok các bác, thì mình vừa mới đi ra ngoài kia hỏi anh chủ máy với lại mọi người, thì bây giờ mình sẽ đi ra để mình gom cái cát sỏi cái lên thành một đống nhá. Gom cát sỏi lên này một đống và kê cái bể này vào trong đấy để cho xe vật liệu người ta chiều nay người ta đến người ta đổ để sáng mai là tiện cho làm. Công trình ở đây thì nó thực sự với các bạn là nó rất là căng thẳng đấy, bởi vì là cái độ dốc của cái đường nó rất là lớn. Chỗ này thì thực ra nếu mà để mà mọi người hay thấy thì chắc là chỉ có đường công nông thôi chứ không phải là đường để đi xe máy nữa rồi, quá là dốc. Mình sẽ để gọn cái bể ra đây. Cái này vào. Đi sát sang bên này tí nhá. Gạt cái cây gỗ này ra cho các bác nhá. Đi và nó là chặt lung tung à. Mình sẽ kê cái bể múc cát sỏi sang bên kia. Tan cái này ra để trèo lên cho nó đỡ bị cát sỏi nó rơi vào xích. Thank you.
cái chỗ này ra. Đứng vào chỗ này nha các bác nhá. Khá là nóng cho nên là mình cởi cái áo này ra. Trong này thì là đây người ta nó là cái vườn cây ăn trái của người ta này. Bác chờ em tí cởi cái áo không có. Nóng quá thì chín ở trong máy này thì chết. Cái điều hòa này không thấy mát nữa. Tăng cho nó một cái cho quạt gió nó bốc lên một tí nữa. Ok. Mình sẽ quăng cái xe sỏi này sang bên cạnh nhỉ. Sỏi này thì người ta chở sỏi xô bồ, tức là lẫn cả cát, một chút cát vào đấy, cái sỏi nó có viên to viên nhỏ. Thế gạt hết nó sang bên này. Thì mai kia mình sẽ đứng ở bên đấy. Đứng ở đây để cắm cái bể vào cái chỗ này. Do là địa hình nó khá là chật hẹp cho nên là mình phải chấp nhận mình làm kiểu này thôi. Nếu như mà bãi trộn mấy này ấy rộng rãi thì không nói làm gì. Tí nữa mình sẽ đứng tránh hạn chế vào cái mái này nha mọi người nhá, đứng sẽ tụt ra bên ngoài này để khi mà mình quăng quật rồi thì làm các cái động tác cung gầu nhá thì nó sẽ đỡ bị nó bị quẹt, nó bị va chạm. Đây là nó bị cát này nó bị ẩm, nó trở từ cái công trình lúc trước mà mình có làm ở phía bên trên kia. Lát nữa thì mình sẽ kéo cái bể của mình vào sau nhé, mình sẽ bòn hết hết cái này, kê cái bể vào để sau này cho xe vật liệu nó trở vào nữa, nó bắt đầu đi làm cho nó dễ. Là thời tiết này khá là nóng các bác. Không có nắng đâu nhưng mà nó lại rất là nóng, người toát mồ hôi. Trình này quả là công trình gọi là rất là mệt. Ổn ổn một tí rồi thì mình sẽ lùi máy lại nha các bác nhá. Buộc phải hạn chế không cho nó tràn vào cái chỗ gốc hồng này. Bãi gốc hồng này thì nó
bác chủ nhà bác ấy phần làm cơ, nên mình lại không cho vào cái phòng. Hai cái xe này cũng là rơi vào khoảng độ mười mấy khối ở đây rồi, gom hết ra bên ngoài này. Bây giờ mình sẽ gom một lát, lát nữa xong rồi mình sẽ quay cái đấy mình xếp bể vào cho bác xem vậy. Ok, bể mình đã sang xong rồi các bác ạ. Hôm nay là mình có hai xe đá đến cho nên là hơi bận một tí, mình không quay được cái lúc mình kê cái bể này. Đây, nhưng mà đến là mình mang cái bể lôi từ đây vào. Đấy. Mình lôi từ cái chỗ này vào đây. Cho vào đây, lúc đầu là sỏi ra đây thì mình đã vén hết vào lên rồi. Và bây giờ mình xin kết thúc cái video đây. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những cái video tiếp theo nhé. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Thì ở ngày mai thì mình sẽ làm những cái video này. Mình làm những cái công việc ở cái công trình này. Thì bây giờ mình sẽ đi lên trên kia mình quay cái video mà hướng xem cái đường nha mọi người. Thôi, tạm biệt, chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.